Nói các bạn á, là mình muốn cái gì mình lại ngay cái ngôi mộ mình hả, đóng góp. Còn mình đóng góp à, không có trúng thật á, là mấy người quá 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 cố. quá cố, người ta buồn. Không phải là chú muốn chơi nổi, mà chú muốn làm một cái điều gì đó là và ấn tượng. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện nay Bùi Hồ đang có mặt tại tỉnh Đồng Tháp, một tỉnh ở miền Tây. Và nói về miền Tây thì có rất là nhiều câu chuyện độc lạ. Trong đó thì có một đoạn clip Bùi Hồ đã quay về vợ chồng của ông cụ chưa mất đã xây quan tài. Thì hôm nay lại một cái câu chuyện khá là độc lạ nữa muốn giới thiệu cô bác quý anh chị, là một ngôi mộ của một người ông thì được chôn cất ở đây. Và thật hư như thế nào thì mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ ha. Hôm nay thì Bùi Hồ có mời được một người chú, và chú cho con biết là chú tên gì hả chú ha? Pháo. Chú Pháo. Cho con cái biết là chú Pháo là năm nay là bao nhiêu rồi chú? Chú 49 rồi. Dạ. Thì con chạy ngang cái đường này đó thì con gặp được cái một cái ngôi mộ, thì con khá là tò mò khi mà thấy kết cấu cái sen của ngôi mộ của mình lại không giống những cái ngôi mộ khác. Đó là được ở dưới là một cái trụ bê tông. Đúng rồi. Dạ, thì chú có thể cho con biết là tại sao mình lại xây như vậy chú ha? Cũng như từ xưa giờ là mấy ngôi mộ kia xây nằm nằm ở dưới dưới đất không à, rồi mấy anh em mới bàn luận lại nói xây cho hay độc lạ một chút, rồi mới có lên mạng coi kiểu nước ngoài người ta cũng có ngôi mộ xây 4 cột, Dạ. rồi có ngôi mộ xây 3 cột, Dạ. rồi giờ anh em mới quyết định lại xây cái ngôi mộ này một một cột. Bị tháo tháo lần xong rồi bị xây. Dạ. Thì ai là người đưa ra ý tưởng là xây ngôi mộ một cột này chú? Ý tưởng xây cột chú với ông anh Năm, Dạ. hai anh em ruột. Ông sinh năm 1935. Ừ. Ông mất. Ông hưởng dương 49 tuổi. Ừ. Ông năm nay ông 80 mấy tuổi rồi. Vậy là mất lâu rồi hả chú? Lâu rồi, mất hồi chú 11 tuổi tới tới giờ mà. Dạ thì Ngôi mộ này mới lấy cốt năm nay 2 năm. mới lấy cốt năm nay 2 năm, Ừ. vậy là ở đây là phần cốt của ông thôi. Ừ, phần cốt. Dạ lúc trước đây thì ông an nghỉ ở đâu? Ở Mỹ 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 Đông. Mỹ Đông. Lúc đó ông mất thì chú mới 11 tuổi. Ừ. Chú thì con biết được rằng á, thì đây là cái phần coi như phần cốt của ông. Ừ. Thì những người mà xây mộ thì nó có những cái điều kiêng kỵ riêng đó. Thì đối với chú thì chú có tin về phong thủy hay không mà chú lại xây ngôi mộ? Không, Cảm giác kỳ lạ. chú mà không không có tin. Không tin hả? Không. Tại chú mần thợ năm nay chú 20 mấy năm thợ rồi, Dạ. thì xây mộ cho ông già, xây mộ cho bà già, em út cũng cũng vẫn có xây, rồi xây nhà thì nhiều hơn. Dạ. Việc mà đầu tiên mà chú xây một đổ cái một ngôi mộ một cột như thế này đó, Ừ. thì người dân họ có nói gì không? Thì ta cũng hồi mới xây lên người ta cũng bàn luận, người ta nói sao mà làm cái mộ gì độc dữ ạ. Tôi nói giờ thì từ xưa giờ xây mộ nằm đất không à, Dạ. giờ xây mộ cho ông già hơi lạ một chút. Dạ. Thì ông già ông nằm từ hồi xưa tới giờ ông nằm ở dưới đất, giờ làm mấy mã đá cho ông, làm cho là lạ một chút thôi chứ không có gì. Như là đây là cái tổng cái chi phí mà xây ngôi mộ gì là khoảng bao nhiêu tiền hả chú ha? Không tính tiền công mà chi phí ngôi mộ này không mà 9 triệu. 9 triệu ha. Ừ. Còn tính tiền công luôn ngôi mộ này khoảng 17 18 triệu. Vậy thì ông nằm mà định về đây là 2 năm. 2 năm Bà còn sống không chú ha? Sao bà mất rồi, bà nằm trên này một chút rồi. Dạ. Ok, anh cho chú không cho ông với bà nằm chung à? Cũng như thằng em út nó là để nằm ở phần đất cái chảnh sát bên nhà nó. Dạ. Vậy là ông mất năm nay là bao nhiêu năm chú? 30 mấy năm rồi. 30 mấy năm rồi.
Thì nói chung mà Chiến rồi cũng có cái clip đăng lên nữa, không có trúng sự thật đó. Dạ. Rồi chú cũng có lên, chú cũng bình luận lại, chú nói là muốn đăng lên, đăng cho chúng cái sự thật. Ông ba tôi năm nay ổng tám mấy tuổi rồi. Không đúng là như thế nào chú? Không trúng mà cũng như cái clip Chiến rồi có mấy người chạy ngang đây đăng clip lên là nói con nhỏ phụ nữ có 18 tuổi có bầu chết. Ôi ơi. Chôn nào nằm trên không nè. Trời. À, thật sự mà muốn quay á, thì vô đây quay thấy tên tuổi ông đây biết ông bà biết chân. Dạ. Sao vụ đó thì chú bức xúc dữ không? Bức xúc chứ. Dạ. Chú cũng có đăng lên, chú nói là muốn đăng lên hình ảnh cái gì á thì đăng cho chúng. Chúng lúc đó là có phỏng vấn chú không? Không. Tự vô gặp ngang người quay thôi đúng không? Ừ. Thì đây là một phần mà an nghỉ nằm dành cho người mất. Thì khi mình đưa một cái thông tin lên thì nó phải mang một cái tính chính xác và xác thực. Đúng rồi. Và hôm nay thì Bùi Hồ có đến đây để gặp chú Pháo, là người con thứ sáu của ông đang nằm ở đây. Và hôm nay cái thứ nhất đến đây là một quay một điều độc lạ cho cô bác quý anh chị xem. Thứ hai là muốn xác minh được cái thông tin rằng là ngôi mộ này không phải là một người ông mà là một người phụ nữ. Thì đây là câu trả lời chính xác của chú. Thì chú, khi mà xây ngôi mộ độc lạ như thế này đó, thì hàng xóm họ khen nhiều hay là họ có nói ra nói vô gì không? Thì nói chung mà 10 người thì ta cũng bình luận hết 5 người. Còn 5 người thì nói xây ngôi mộ độc lạ. Dạ. Cũng như 10 người ta cũng bình luận hết 5 người, ta cũng như sao từ đó giờ xây ngôi mộ nằm dưới đất không, ngôi mộ này sao nằm ở trên không. Chú có coi phong thủy hay là coi thầy gì không chú? Không, như vậy. Chú từ đó giờ chú cất nhà chú không coi. Cất nhà chú đặng chú không coi. Không coi. Không. Hiện nay nhà của mình là đang làm ruộng hay gì chú? Chú vừa làm ruộng rồi, chú vừa làm hồ, chú dạ. Lãnh nhà. Chú dạ. Làm bên xây dựng. Chú có mấy người con? Chú có đứa con gái. Anh em của mình là vẫn khá hết hả chú hả? Cũng có ông anh Năm thì ông khá, còn mấy ông kia cũng đỡ. Vậy là chú là một người không tin về phong thủy? Không. Chú muốn xây là chú xây, chú muốn làm là chú làm. Ừ. Không coi thầy bà gì hết? Không. Nhưng mà trong cái việc mà cái người mất á, ở miền Tây mình, thì cái việc mà phong thủy cho người mất cũng như là khi mà những người mất để lại cái hậu vận cho người con cháu của mình đó, thì họ rất là quan trọng. Và đặc biệt là cái chuyện mà xây mồ xây nguyệt rồi coi cả luôn cái thời gian mà mất đó. Thì cũng như nhà ông á, để chúng nói nghe, nhà ông á thì ngày mất thì coi vậy đó, chú đồng ý là ngày xây lấy cốt về á là ngày thanh minh. Dạ. Ngày đó ngày toàn quốc, ngày lấy bức cốt về ngày đó mình khỏi coi. Dạ. Trong tháng đó là khỏi coi. Dạ. Là chú lấy vậy. Chú cái phần mà cho con biết là vậy thì cái diện tích cái phần mà ở dưới này lên là bao nhiêu tấc hả chú? Này hả? Dạ. 8 tấc. 8 tấc. Sao chú không lấy 5 tấc mà chú lấy 8 tấc? 8 tấc ra thường thường ta nói 9 này, 9 nó không hên này bằng 8. 9 không hên bằng 8. Ồ vậy là chú cũng tin rồi. Đâu có. Tin về số à? Cũng như mình làm á, mình tính cái số rồi, số chẵn. Dạ. Tại chú làm anh xây dựng thì chú tính chẵn nhiều hơn tính lẻ. Còn nhằm ông chủ nhà cất thì mấy ông tính số lẻ. Con thấy ở đây có hai phần, đây là phần đúng. Đây coi như là phần mặt đất. Đúng rồi. Thì từ đây lên đây là cao bằng với ngôi mộ những người khác không? Cái này với cái này cao bằng bằng người khác có thể lùng ha. Tại mấy ngôi mộ kiểu xưa thì nó cao lắm. Kiểu xưa thì từ đây lên đây nó tới 1m2 luôn. Còn từ đây lên đây nó có 1m à. Dạ. Và đặc biệt thì ở có những nơi họ rất là tin tưởng về người mất mà để lại cái vận may hậu vận gì cho người sống. Vận may á, để đi chú nói nghe, cũng như là vận may á là chôn cái làm cái nấm mộ á làm sao ở trước đầu này hơi cắt hơn sao.
Đấy, với đó là con cháu mình ăn khá. Thì đa số là ai làm mộ cúng ở trước này cao hơn cái làm sao. Chú đã làm, chú là người xây mộ luôn. Ừ. Có bốc mộ không? Có. Bốc mộ mà xây mộ luôn hả? Ừ. Ba năm nay là bao nhiêu năm rồi chú? Bốc mộ năm nay cỡ 20 năm rồi. 20 năm. Xây mộ thì cũng cỡ 20. Chú có gặp câu chuyện tâm linh không? Không. Chú không tin tưởng mà hả? Không. Chú đâu có tin. Chú không tin? Không. Anh em của chú có tin không? Mấy ổng gì tin, còn chú không, không có tin. Vậy thì khi mà xây như thế này thì chú đưa ra cái ý tưởng như vậy. Và ừ, chú là người quyết định luôn. Ừ. Thì anh em của chú có... Cũng đồng tình hết. Đồng tình hết. Ừ. Ôi, cái người anh thứ hai có tin vì... Không, ông anh Năm ông cũng không tin về số. Dạ. Tại vì cháu con nghĩ á, ừ, thì ở cái phần mộ như thế này, người ta chết mất á, thường người ta chôn dưới ba tấc đất. Đúng rồi chú? Đúng rồi. Ba ba lớp, ba dạ, lớp đất. Ba lớp đất. Nhưng mà chú thì lại cho nằm, ông nằm ở trên luôn à? Ừ. Là chú chỉ muốn lạ thôi hay là có gì khác nữa không? Tại nói chung á là ông già hồi xưa á thì nói chung là mấy năm đó thì nhà khổ á, rồi chôn ổng rồi chôn nằm ở dưới đất, để mã đất luôn. Rồi mấy năm nay anh em mới mần ăn cũng được đi, rồi mới quyết định là lấy ông về. Rồi mới làm cái ngôi mộ này, làm cũng như cho ông nằm ở trên không. Cũng có coi lên mạng, cũng có coi nhiều kiểu mộ, chứ không phải là khi không mà làm gì. Nước ngoài ta vẫn làm bốn trụ, có cái nước Italy hay gì đó, làm ba trụ. Rồi anh em mới thảo luận lại là làm quyết định làm trụ một. Là mộ một cột. Mộ một cột. Sau này chú ở khuôn viên này thì chú có dự tính là làm thêm gì không? Vòng vòng đây thì chú xây cái hồ cá này nè, sắp gạch sẵn này nè, chuẩn bị xây. Ờ. Xây hồ cá như này thả cá đây. Dạ. Ừ. Ồ, ý tưởng của chú táo bạo quá ha. Nói thật với chú á là lần đầu tiên mà thấy ngôi mộ mà xây một cột như thế này luôn á. Mới Việt Nam. Việt Nam. Dạ. Chứ nước ngoài có một cột mà chưa có, nước ngoài bốn cột có nha. Dạ. Bốn cột, ba cột có. Tại sau này làm ăn khấm khá là chú dự định là cất luôn nhà mồ luôn, lớn luôn hay sao? Sau này có thể chú cất nhà mồ lớn lên. Dạ. Ừ. Đến nay thì ông nằm ở đây đến nay là 2 năm rồi. 2 năm. Nhưng mà mới phát hiện ra đây, tụi con mới phát hiện ra đây thôi. Ừ. Vậy thì chú từ 2 năm làm ăn, chú làm ăn lên không? Thì làm ăn thì thấy cũng lên vậy. À. Năm nào thì nó cũng phát triển đều vậy thôi. À. Chú là một người sống rất là thật ha. Thích đẹp là làm hả? Thích cái nào lạ làm chứ không có gì. Dạ. Ừ. Ngoài xây ngôi mộ lạ thì chú còn có những cái việc gì mà làm lạ nữa không? Mỗi kiểu nhà anh chú mỗi cất kiểu nhà mới. Không cắt theo kiểu cũ? Không. Người ta kêu chú cũng không cắt luôn. Người ta kêu mình cũng vẫn bèn, giờ làm mấy kiểu mới đẹp. Mỗi cái nhà chú cất là mỗi cái kiểu nhà mới hết. Dạ. Không có những cái nào giống cái nào. Dạ. Ồ, nghe chú kể rồi, mình phải nói là cái suy nghĩ rất là táo bạo trong đầu chú ha. Ừ. Tại mình cất càng ngày càng mấy cái mới á, người ta biết kêu mình làm nhiều hơn. Còn cất cũ hoài người ta đâu có kêu. Dạ. Hôm nay chú không có đi làm. Ngày mai chú đi làm. Dạ. Tại bữa nay nghỉ ở nhà xịt thuốc lúa. Dạ. Con này đầu tiên mà thấy độc lạ như thế này. mới ra thấy hả? Dạ. Mà chú làm được theo cái tâm nguyện của mình, chú vui không? Vui chứ. Ồ, mối dính hả chú? Mối. Ôi sao người ta lấy là con thấy người ta mối dính là người ta để luôn mà. Được rồi. Sao chú vừa để... Cái ổ này ổ dò dò, không phải con mối. Dạ. Dò dò hết. Đây là phần mộ của một cái người ông, phần cốt của người ông. Là ba của chú Pháo và mất đến nay thì cũng 8...
tám mấy năm mà chú hả? Ủa ba mấy năm ông tám mấy tuổi? Ông tám mấy tuổi. Dạ. Thì qua cái clip này chú muốn chia sẻ điều gì nữa không? Như ý cái chú à, chia nói các bạn à, mình muốn cái gì lại ngay cái ngôi mộ mình hả, đóng góp. Còn mình đóng góp à, không có chúng thật á là mấy người quá cố người ta buồn. Dạ. Chú thì không sao đúng không? Chú thì không sao. Thì cũng như mình đăng cái gì mình đăng cho chúng sự thật. Cũng như chứ rồi có một nhóm bạn nào đó lại cũng chụp đăng lên này, đăng nó không mà không có chúng. Muốn vẽ ra gì vẽ hơn. Ừ. Thì ý của chú là cũng như yêu cầu ông nào đăng là không có chúng thật á là xóa clip đó giùm. Thì hôm nay thì có trên cái clip của kênh con thì coi như là chú phản ánh thật ha. Con có lại nhà Bùi Hồ, có lại nhà của chú trực tiếp mời chú và chú rất là vui vẻ khi mà nhận lời quay ngôi mộ của người nhông chú. Ví dụ như mà con đăng video clip này lên á thì chú có ngại không? Không, đăng đúng chúng cái hiện thực chú đâu có ngại gì đâu. Đăng cũng như chứ rồi á, đăng có một nhóm bạn kia lại quay à không có chú nha. Rồi đăng lên á không có chúng cái hiện thực. Người ta sầm xì thì chú cũng đâu ngại, tại chú làm theo cái sở thích của mình mà ha. Ừ, đúng rồi. Cái ngôi mộ này của bác quý anh chị nằm cặp đường ở chú, tại cái hướng á chú. Cái hướng của ngôi mộ nằm á, ngôi mộ của người ông á thì chú chọn qua đây. Thì sao chú không chọn theo hướng khác hay là chú coi thầy? Tại từ xưa giờ làm theo mặt trời lặn. Dạ đúng rồi. Rồi ổng ở trọng ổng cũng nằm tới cái mặt trời lặn. Giờ đem cho ổng về đây cũng để ổng nằm ở mặt trời lặn. Ồ vậy là chú cũng thạo về phong thủy đó. Người mất thì phải nằm theo mặt trời lặn. Cái phong thủy để chú nói nghe không có phải mà phong thủy là vậy. Dạ. Cũng như phong thủy người ta coi theo thước. Thí dụ à, cây thước là nói dài chín tấc, lẻ chín phân hoặc chín ly. Đã vô cái phong thủy là số đẹp. Dạ. Chứ mà không phải là nằm theo hướng nào mà phong thủy không phải. Dạ. Nhà mông cất nhà người ta theo thước. Dạ. Ta lựa chữ nào đẹp người ta lấy. Dạ. Còn chú thì chú không tin. Dạ, không tin gì hết luôn. Không. Thí dụ mà ăn được vẫn được, còn nhà mông nói là ngày 23 không chạy xe ra đường, tôi chạy cho. Chú có thường làm việc thiện không? Có chứ. À. Chú tin luật nhân quả trong nhà Phật không? Tin. Thì nói chung cái đó là tin. Dạ. Nhân quả có ạ. À, từ đó giờ chú nói chung là chú làm cái gì mà chú không có để sau này nhân quả. Cắn rứt cái lương tâm ha. Thí dụ mà chạy ngang đường thấy người ta đi xin á thì vẫn dừng xe lại móc tiền ra cho. Dạ. Còn cũng như là đi từ thiện rồi chú không đi. Chú không đi hả? Không. Chú cho trực tiếp thì chú cho. Ừ, cho trực tiếp mấy người đi xin đồ chú cho. Không làm việc ác. Không. Không làm việc ác, không tạo nghiệp. Không. Tạo phước. Tạo nhưng phước mà không tin phong thủy. Không. Thưa cô bác quý anh chị, hôm nay thì Bùi Hồ đến đây. Đến có nhờ chú Pháo là người con của người ông đã khuất, đã mất, đang nằm ở ngôi mộ như thế này. Và thông tin thứ nhất, Bùi Hồ muốn đính chính với cô bác quý anh chị, thay mặt cho chú Pháo đính chính với cô bác quý anh chị rằng đây là một ngôi mộ của một người ông đã mất cách đây hơn 30 năm. Và ông nằm an nghỉ ở đây sau khi ông lấy cốt về. Và chú Pháo là một người mà không tin về phong thủy cũng như là vận số. Chú chỉ tin vào phước và phước báo. Đó. Việc xây ngôi mộ của chú như thế này không phải là chú muốn chơi nổi, mà chú muốn làm một cái điều gì đó là ấn tượng để đời. Và khi đến đây Bùi Hồ quay như thế này để cho cô bác quý anh chị thấy một ngôi mộ mà cũng đi khá là nhiều nơi,
cũng đã có đi về Huế để quay về khu nghĩa địa của ngôi mộ. Quay gì, ông bà cụ chưa mất mà xây quan tài. Nhưng đối với ngôi mộ của người ông như thế này, một phần ngôi mộ, phần cốt của người ông như thế này là điều tâm linh, là điều độc lạ mà Bùi Hồ muốn quay cho cô bác quý anh chị xem. Ở dưới phần này cô bác quý anh chị sẽ thấy được, ở dưới phần này cô bác quý anh chị sẽ thấy được rằng đây là mộ một cột, và ý tưởng của chú thì vẫn còn đó, vẫn còn đang dang dở. Chú muốn thể hiện một phần nào đó nữa ở dưới đây, một nơi gọi là hồn non bộ có thể nuôi cá cảnh và dịp con cháu có thể về đây gần gũi với lại người ông như thế này, đúng không chú? Đúng rồi. Con nói vậy thì chú có đồng ý con không? Đồng ý rồi. Dạ. Ừ. Hôm nay thì con đến đây. Ừ. Con đính chính cho chú và con xin chân thành cảm ơn chú. Chúc chú có luôn một cái sức khỏe dồi dào để mà và tạo thêm phước, làm thêm những điều độc lạ trong cuộc sống của mình. Rồi, rồi. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn. Con chúc chú luôn sức khỏe nha. Rồi.